Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh từ tỉnh Kiên Giang xin gửi lời chào đến quý khách. Chúng tôi hiện tại thì đang ở trong nhà văn hóa của tỉnh Kiên Giang để tham dự sự kiện demo giao lưu với các thương hiệu khác. Và trước khi bật mí hình ảnh thì chúng tôi sẽ đi tìm anh Nguyễn Quý, đại diện của BSD, và có một cuộc phỏng vấn nhỏ với anh. Vâng, em xin chào anh. Anh có thể chia sẻ mục tiêu ban đầu của mình khi tham gia chương trình này là gì được không ạ? Chào em nhé, chào tất cả mọi người. Thì cái mục tiêu đầu tiên nhất là của mình tham gia cái chương trình này đó là sự giao lưu thôi. Đấy, giao lưu học hỏi, kinh nghiệm, giao lưu cùng anh em âm thanh địa phương ở Kiên Giang cũng như các tỉnh miền Tây lân cận. Đó là cái mục đích chính của mình. Dạ, em cảm ơn anh. Và anh có thể nói cho em biết là cảm xúc của mình khi mà được giao lưu với các thương hiệu khác là gì được không ạ? Cảm xúc là mình cũng rất là hồi hộp, thật sự là như thế. Nhưng mà qua quá trình làm việc, qua quá trình sẽ tất cả mọi cái thì mình cảm thấy rằng là nó có nhiều cái trạng thái khác nhau. Hồi hộp này, lo lắng này, vui này, thậm chí đôi khi buồn vì thời tiết. Đấy, vui vì cái sự chuẩn bị của mình nó tương đối là chỉnh chu. Đấy, và cái vui nữa đó là được nhiều người, nhiều anh em ở địa phương ở Kiên Giang cũng như những tỉnh miền Tây người ta đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Em xin cảm ơn. Và câu hỏi cuối cùng em muốn dành cho anh là tối nay BSD chúng ta là sử dụng những cái sản phẩm gì ạ? Với mục đích là giao lưu học hỏi nên là BSD sẽ sử dụng những cấu hình tương đối lớn để giao lưu ở đây. Với cấu hình SUP 221 đó là SUP đôi 60 và Light Array 102 bắt 30 cùng với hệ thống monitor đó là P18 và D6. Dạ, em xin cảm ơn anh và cảm ơn anh Quý đã dành chút thời gian để tiếp nhận phỏng vấn. Sủng đã tạo cho chúng ta một cái sân chơi như thế này. Đấy, và BSD về đây không phải mục đích demo, chỉ là một mục đích giao lưu cùng tất cả quý vị ở đây. Đấy, rất mong này, có nhiều cái dịp hơn nữa, thật nhiều dịp hơn nữa chúng tôi được về đây được giao lưu cùng quý vị. Vâng, và không biết nói gì hơn, xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn em Sủng đã tạo điều kiện, đã đăng ký, đã kêu gọi được những anh em đã tham gia trong ngày hôm nay và cũng như ngày mai. Và BSD thì thực sự dầu nói là rất là gần gũi, rất thân thiện. Đấy, và chúng tôi đến đây không với mục đích thương mại, chỉ là mục đích giao lưu.
Và cũng xin hẹn quý vị vào buổi tối ngày mai, BT sẽ cùng giao lưu với quý vị cùng với một cái bữa tiệc sinh nhật của bé Trung Khảo Phương thật là đặc sắc, với phần trình diễn của ban nhạc An Nam, một ban nhạc dốc rất nổi tiếng trong thời gian qua. Vâng, và một lần nữa xin hẹn quý vị vào buổi tối mai và sau đây. Đấy, cũng là một MC bất đắc dĩ thôi. Xin mời phần quay trở lại của cũng một DJ mang tên Hoàng Anh đến từ Sài Gòn sẽ tiếp quản lại sân khấu. Vâng, cảm ơn và chúc quý vị có một buổi tối nghe nhạc vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm và chúng ta thân thiện, gần gũi hơn nữa. Chúng ta hôm dài cứ chiêu vật không thể đời đi anh em đi say trước công nguyên mới gọi là Việt Thường Thị, tên Việt bắt đầu có từ đó. Thiên thư như hà nghịch lỗ lái sắp vàng
như đằng thành khang thù bại hư. Thank you.
nhịp trống hào hùng.